cho nên xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay trợ thang của máy máy Boss GWS900-100S chính hãng của Boss Đức. Và đầu tiên chúng ta sẽ có là một cái cặp trợ thang chính hãng của Boss máy là 64 và những linh kiện phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có một cái tua vít dẹp, một cái cây vít, và đặc biệt nó sẽ có cái đầu vít, nó là đầu vít 6 cạnh bong này này, để giúp chúng ta mở được cái đuôi chúng ta, tại vì cái phần ốc và cắn đuôi này nó sẽ rất là lạ, nó không có như cái đầu vít bốn cạnh chúng ta. Chúng ta mà sử dụng vít bốn cạnh thì mở không có được. Và nếu các bạn mà cố mở thì cái này sẽ bị tè ra, mà tè ra thì chúng ta gắn cái đầu vít chính xác nó vào thì cũng không có mở được, thì cực kỳ nguy hiểm, thì chúng ta sửa chữa rất là khó khăn đó. Và bây giờ mình sẽ mở cái phần đuôi ra cho bạn này. Đó, ta mở phần này ra, trục góc ra, kéo cái phần đuôi ra. Đó, đây là cái nơi mà gắn cho thay chúng ta, trên và dưới một lần các bạn thay hai cái nha các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái vít dẹp này, ta bật cái phần lò xo này ra nè. Đó, bật phần lò xo ra, ta rút cái phần cho thay chúng ta ra. Và tiếp theo ta sẽ, ở đây có cái ngấn này, ta sẽ sử dụng cái kèm á, ta bật nó ra cho các bạn. Đây, đây là nơi rút đây nè, bạn lưu ý nè. Và nhưng mà đây là 264, thì các bạn ra ngoài để đi có Boss, ta mua cái cặp cho thay chính hãng cho cái máy Boss thì chúng ta có thể sử dụng được. Và các bạn nên là mua chính hãng như vậy, đừng có các bạn đừng có ngại tốn tiền người ta mua cặp cho thang giả về. Tại vì những cặp cho thang giả là phần tạp chất, mà tạp chất sẽ làm cháy cổ góc, mà cháy góc tới luôn rotor stator, thì cháy như vậy sẽ làm các bạn mất một khoản phí là thay rotor stator nữa, rất là cao. Này, xong thì các bạn bật cái lò xo lại để cho nó ép cái cho thang xuống. Và phần dưới thì cũng như vậy đó, rất là đơn giản thôi. Sau đó chúng ta sẽ rút cái phần đuôi vào. Rồi vào, chúng ta sử dụng cái góc này. Ta giữ lại. Chúng ta sẽ siết chặt lại nha bạn. Đó, cho mình đã vừa hoàn thành cái công việc là thay trợ thang của máy máy Boss GWS900-100S. Cảm ơn bạn đã xem video, để mình thích bạn thấy subscribe, nhớ like, để mình có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn bạn, xin chào.